Hello, xin chào anh em, lại là mình, Linh Eddie đây. Có lẽ anh em đang thắc mắc là tại vì sao mình lại biến mất trong 100 giờ vừa qua đúng không? Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiết lộ lý do vì sao mình tạm ngưng video trên kênh YouTube của mình trong 100 giờ để làm một điều cực kỳ đặc biệt trong huyền thoại tặc. Anh em hãy cùng mình khám phá nhá. Chả là thời gian gần đây, mình cảm thấy cần phải tạo ra một điều gì đấy cực kỳ đột phá cho kênh và cả trong game nữa. Và sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, mình quyết định tạm dừng việc đăng video trên kênh trong 100 giờ để tập trung cày cuốc trong huyền thoại tặc anh em nhá. Mục tiêu của mình là tăng số kim cương từ 13k lên 37k hoặc là 40k gì đấy cho nó chất chơi người rơi anh em ạ. Một con số không hề nhỏ và đòi hỏi rất nhiều nỗ lực đấy anh em ơi. Mình biết là việc không đăng video có thể khiến cho một số anh em thất vọng, nhưng mình tin rằng là với kết quả của mình đạt được thì sẽ mang lại những nội dung hấp dẫn hơn cho anh em nhá. Và thế là ngay khi mà quyết định được đưa ra, mình đã lên một cái kế hoạch cực kỳ chi tiết cho 100 giờ sắp tới. Ngày nào thì mình cũng dành ra ít nhất 10 giờ để có thể là tham gia chiến trường anh em nhá. Mắt sắp lòi ra rồi này. Đây anh em thể nhìn thấy cái bọng mắt của mình dày vãi cả trưởng luôn. Để tối ưu hóa hiệu quả thì mình đã lựa chọn đội hình mạnh nhất của mình ở thời điểm hiện tại rồi anh em nhá. Đầu tiên là Karasu, đây là một vị tướng có khả năng gây sát thương diện rộng và kiểm soát địch thông qua hiệu ứng bụi than. Chiêu thức chỉ huy cách mạng giúp Karasu có khả năng tấn công toàn bộ kẻ địch bằng đòn đánh thưởng với sức mạnh lớn, trong khi hiệu ứng bụi than có thể thêm sát thương đáng kể và gây choáng kẻ địch khi phát nổ. Kỹ năng hợp chất dễ cháy làm nổi bật khả năng hỗ trợ đồng đội khi tạo dấu ấn quả đen, giúp toàn đội có cơ hội cao gây thêm hiệu ứng bụi than. Sức mạnh thần thoại là một kỹ năng phòng thủ mạnh mẽ, tự bảo vệ Karasu khỏi sát thương trong một lượt và có thể kéo dài đến 2 lượt. Điều này giúp Karasu sống rất lâu hơn trong các trận chiến căng thẳng. Cuối cùng là chiêu cuối, bão quạ tử vong. Đây là đòn kết liễu với sức sát thương cực lớn, tấn công tất cả địch và kích nổ hiệu ứng bụi than, gây sát thương nặng và chặn hồi sinh nha anh em. Vị tướng thứ hai trong đội hình của mình là một vị tướng hỗ trợ và khống chế đáng gờm ở trong game ở thời điểm hiện tại rồi anh em nhá. Đó chính là Lady Perona, với khả năng làm suy yếu kẻ địch và bảo vệ đồng đội. Kỹ năng linh hồn ám ảnh cho phép Perona đánh thường lên toàn bộ kẻ địch, gây sát thương dựa trên sức mạnh của tướng có công cao nhất bên phe mình, đồng thời giảm nỗ địch làm giảm khả năng dùng chiêu cuối của đối thủ. Kỹ năng cặp đôi hoàn hảo cung cấp hiệu ứng ẩn thân cho Perona và đồng đội có tốc độ cao nhất, giúp họ tránh khỏi những đòn tấn công diện rộng. Điều này cực kỳ hữu ích trong các lượt đầu trận, đảm bảo an toàn cho các tướng quan trọng trong đội hình của mình anh em ạ. Còn kỹ năng Horohoronomi thì giúp Perona trở thành một trong những tướng khắc chế mạnh khi xóa hiệu ứng bất tử của địch và tăng đáng kể chỉ số chí mạng cho đồng đội. Chiêu cuối quý cô thanh lịch không chỉ tăng máu cho đồng đội mà còn gây sát thương diện rộng với khả năng nhụt chí, khiến địch khó tích lũy nộ và dễ bị tổn thương hơn. Vị tướng thứ ba trong đội hình của mình là Bartolomeo Guano, đây là một vị tướng phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ với khả năng bảo vệ đồng đội và gây sát thương dựa trên chỉ số thủ của bản thân. Kỹ năng hải tặc khét tiếng giúp Bartolomeo tăng đáng kể các chỉ số phòng ngự và tốc độ cùng với sát thương diện rộng dựa trên thủ, rất lợi hại trong việc áp chế kẻ địch có nộ cao. Hiệu ứng hoảng loạn của kỹ năng này còn giúp giảm khả năng hồi nộ của địch, cản trở chúng tích lũy sức mạnh. Kỹ năng Baribarinomi giúp tăng tỷ lệ miễn nhiễm sát thương khi bị tấn công, bảo vệ đồng đội trong các lượt đầu quan trọng của trận đấu anh em nhé. Chiêu cuối của Bartolomeo tập trung vào địch có nộ cao, gây sát thương lớn theo thủ và có cơ hội tạo bất hoại cho toàn đội, giúp cả đội của mình có thể miễn nhiễm được sát thương khi đi chiến đấu anh em nhé. Tất nhiên là chỉ trong một lượt thôi. Vị tướng thứ tư trong đội hình của mình là Yonko Xanh. Đây là một tướng tấn công cực kỳ mạnh mẽ, nổi bật với khả năng gây sát thương khủng và khả năng đặc biệt trong việc tận dụng nộ giúp anh ta trở thành một đối thủ đáng gờm trên chiến trường anh em ạ. Kỹ năng Hoàng đế tân thế giới tăng cường công mỗi lần Xanh dùng nộ, đồng thời cộng dồn sát thương nộ và giảm lượng nộ yêu cầu, khiến chiêu cuối của Xanh ngày càng mạnh mẽ và tiết kiệm nộ hơn. Kỹ năng này còn tạo khiên chắn dựa trên công của Xanh cho toàn đồng đội, cung cấp bảo vệ cực kỳ quan trọng anh em nhá. Chiêu cuối tuyệt sát thần tị gây sát thương diện rộng, tận dụng cả công và máu tổn thất của mục tiêu, đồng thời còn giảm sức tấn công của kẻ địch nữa anh em ạ. Và vị tướng thứ 5 trong đội hình của mình khi mà đi chiến trường đó chính là Zephyr. Đây là một vị tướng phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ, nổi bật với khả năng bảo vệ đồng đội và giảm sát thương nhận vào, biến Zephyr thành một trụ cột vững chắc trong trận đấu. Kỹ năng Đô đốc Hải quân cung cấp một lượng lớn máu, kháng xuyên thủ và khả năng miễn nhiễm sát thương chuẩn, giúp Zephyr có độ chống chịu cực kỳ cao anh em nhé. Đối với chiêu thức Bậc Thầy Haki, Zephyr có thể hỗ trợ đội khi có đồng đội bị hạ, xóa trạng thái xấu và hồi máu cho cả đội, đồng thời cung cấp thêm giảm sát thương và lá chắn. Chiêu cuối, tay đèn Battle Smasher gây sát thương diện rộng, xóa hiệu ứng tăng chỉ số của đối thủ và gia tăng công cũng như là giảm sát thương cho đồng đội của mình anh em nha. Tất nhiên trong đội hình này của mình thì một số vị tướng nó chưa phải là tối ưu nhất, nhưng mà nông dân cày chay mà, cái gì mạnh nhất thì cho vào thôi, chứ biết làm sao bây giờ anh em ơi. Như anh em biết ấy, mặc dù là đội hình mạnh nhất rồi nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ anh em ạ. Mình đã gặp rất nhiều đối thủ mạnh, thậm chí có lúc là thua liên tiếp luôn, nhưng chính những cái thất bại đấy lại giúp mình rút ra những cái bài học kinh nghiệm anh em nhé. Ví dụ như trận đấu này, đội hình của mình cũng như đội hình của kẻ địch na ná nhau anh em ạ, chỉ khác mỗi đội hình của kẻ địch sử dụng Hiyori cũng như là vị tướng Jinbe Gono anh em nhé. Và mình nhận thấy rằng ở thời điểm hiện tại Jinbe Gono vẫn có thể dùng được ở server mới, bởi vì mình vẫn là ở server mới mà, thế thành ra Jinbe Gono của team bạn đấm khá là lực nha. Bên cạnh đó thì cùng trong phân khúc level 8990 nhưng bạn đấy có vẻ như cày thông thạo cực khét, thế cho nên là đã kiếm được những cái vị tướng với level rất cao, ví dụ như là Shanh cũng như là Jinbe Gono anh em nhé.
và đội hình của mình thì sau một hồi chiến đấu chỉ còn lại 3 thành viên mà thôi. Rồi, Lady Perona của team bạn bắt đầu thả hai con ma ra và khiến cho Ace of Blood của mình dấp dính máu và Jin Bae của nó tiếp tục được đấm. Bên mình đã mất đi một thành viên nữa, chỉ còn lại hai em, đó chính là Ace of Blood cũng như là Shanh cấp đỏ anh em nhá. Nhưng team bạn thì vẫn còn đấy là Zephyr một đấm, chiến hạm bắn ra, nhưng thôi rồi Lượm ơi. Khi mà team mình đã mất đi Shanh rồi anh em ạ, chỉ còn lại mỗi Ace of Blood với khả năng hồi sinh thôi, nhưng không thể nào mà trụ được trước khả năng ulti liên tiếp đến từ Yonko Shanh team bạn anh em nhá. Trời ơi, thế là thua anh em. Từ đấy mình rút ra là cần phải chăm chỉ cày cuốc thông thạo hơn, bởi vì rõ ràng bạn đấy level 89 thôi nhưng mà có thể kiếm được những vị tướng với cấp độ cao hơn mình rất nhiều anh em nhá. Sau nhiều giờ chiến đấu không ngừng nghỉ thì cuối cùng mình cũng đã đạt được những cái mốc quà quan trọng anh em ạ. Anh em có thể nhìn thấy 4/4 vòng chiến trường mình đã hoàn thành full luôn rồi anh em ạ. Trời ơi, cực kỳ là chăm chỉ luôn. Và mình đã nhận lại được rất nhiều thùng bia, cốc bia vàng, xúc sắc cũng như là đảo kho báu, và còn có cả nón Sengoku nữa để mình có thể reset trong cái phần sự kiện kim tự tháp 1P. Tất nhiên là cái nhân phẩm của mình nó quá là đen luôn đi, khi mà chưa reset được vị tướng hiếm nào ngon lành cành đào cả. Từ 83 cái đảo kho báu mà anh em có thể nhìn thấy rồi đấy. Nhưng dù sao thì mình cũng đã kiếm về thêm được một em Zephyr nữa và có thể nâng cấp cho em nó lên level 200. Nếu như anh em nào mà xem video lần trước thì em Zephyr của mình chỉ có level 100 mà thôi. Nhưng mà vẫn chưa hết, bởi vì chúng ta có hai cái nhiệm vụ chiến trường mà, đúng không? Thế cho nên là mình cũng có thể lụm thêm được một cái dương may mắn Lady Perona ở trong cái phần chiến trường này. Hơi tiếc là mình không còn đủ 499k, chứ nếu không thì mình nạp vào đây và lấy luôn rất nhiều phần thưởng, có Lady Perona này và rất nhiều cuốn trục ở dưới này nữa anh em nhé. Và quan trọng hơn nữa đó chính là cái quy chiến trường, nơi mà mình có thể kiếm được rất rất nhiều kim cương ở đây anh em ạ. Anh em có thể nhìn thấy những cái mốc mà mình đã hoàn thành đi: 2001, 2000, 1009, 1008, 1007, 1006, 1005, 1004, 1003, 1012, 1001, 1900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, và mình đã chuẩn bị đạt 3.000 điểm để có thể lụm thêm vào cái mốc 2.200 kim cương và còn rất nhiều kim cương còn lại ở đây nữa anh em nhá. Nhưng cũng giống như trong sự kiện chiến trường, mình không còn đủ 499.000 để có thể sở hữu những cái phần thưởng cực kỳ ngon lành cành đào ở bên cái quỹ này anh em ạ. Có rất rất nhiều là cuốn trục luôn. Thôi thì nếu như anh em muốn mình có thêm kinh phí để có thể nạp vào đây ở cái quỹ chiến trường, lấy thêm những cái tài nguyên về làm video cho anh em cho nó bùng nổ, thì anh em có thể click vào giỏ hàng ở bên dưới góc trái màn hình để mua cho mình một số những cái mô hình ngon bổ rẻ lại còn đẹp, đồng thời có thể ủng hộ thêm cho mình một chút xíu kinh phí để có thể duy trì kênh anh em nhá. Anh em có thể nhìn thấy con số 13k kim cương ban đầu, bây giờ mình đã tích lũy thêm được 24k kim cương nữa, nâng tổng số lên 37k. Đấy, anh em thấy rõ ràng đây là một cái kết quả của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng trong suốt 100 giờ qua anh em nhá. Wow, mình cảm thấy hạnh phúc và tự hào vãi chưởng vì đã hoàn thành được cái mục tiêu này rồi anh em ơi. Nhân tiện đây thì mình cũng muốn chia sẻ cho anh em newbie một số kinh nghiệm để có thể cày chiến trường hiệu quả anh em nhé. Đầu tiên là anh em phải lên một cái kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục tiêu và thời gian để anh em có thể cày cuốc dễ dàng hơn. Ví dụ như mình dành ra hẳn 100 giờ cày không ngừng nghỉ luôn anh em ạ. Cái thứ hai, lựa chọn đội hình phù hợp thì anh em có thể vào trong cái phần chiến trường của mình và xem các bạn top server chơi như thế nào nha. Chắc chắn để đứng được cái vị trí top cao như thế thì các bạn ấy cũng phải có được một cái đội hình cực kỳ hợp meta. Nhưng cái thứ ba quan trọng hơn anh em nhá, đừng quên nghỉ ngơi để có thể luôn luôn giữ đầu óc tỉnh táo và một tinh thần cực kỳ bùng nổ anh em ạ. Nếu như anh em đang tìm kiếm một cái thử thách gì đấy mới lạ ở trong game thì có thể thử giống như mình nhá, dành ra 100 giờ để cày cuốc chiến trường xem như thế nào, biết đâu anh em lại đạt được những kết quả bất ngờ thì sao. Như mình đây cũng có khá khá kim cương rồi và tất nhiên mình sẽ còn tích lũy thêm nhiều kim cương nữa, và với số lượng kim cương nhiều như thế thì mình sẽ có một cái thử thách đua top tiêu phí kim cương chẳng hạn, hoặc là nâng cấp nhân vật để thử nghiệm những cái đội hình mới. Thì anh em nhớ chờ đón những video hấp dẫn mình sẽ đăng tải trong thời gian tới anh em nhá. Mình cũng cảm ơn anh em đã luôn kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ mình. Đây chính là động lực to lớn nhất để mình có thể duy trì cũng như là phát triển kênh đấy. Nên nếu như anh em thích video này, nhớ để lại cho mình một nút like cũng như ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ channel Linh ID anh em nhá. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.